Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của công ty cà phê Lyon. Hôm nay tôi sẽ đột nhập vào công ty cà phê Lyon để giới thiệu cho các bạn 7 mô hình xe cà phê pha máy đang dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Ok, hãy cùng chúng ta đi xem trong này. Mô hình xe cà phê của pha máy đây là mô hình đang có một cái xu hướng thực hành trong năm nay rất là bùng nổ, tại vì nó sẽ đáp ứng những cái yếu tố về an toàn vệ sinh và nhanh gọn, rất là tiện lợi trong mùa dịch Covid này, và thậm chí trong vòng từ 5 năm sau các bạn, cái mô hình này tôi nghĩ là nó sẽ vẫn phát triển một cách bền vững. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vô xem hơn. Công ty cà phê Lyon đang có 7 mức combo với mức giá khác nhau để cho các đối tác chọn lựa từ thấp tới cao. Hiện nay, bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ cái mức thấp nhất trước. Cái mức thấp nhất của combo này, combo tức là sao? Tức là chọn gói, tức là cung cấp đầy đủ cả xe, máy pha, máy xay, dụng cụ pha chế. Đặc biệt khi mà đối tác đăng ký trong thời điểm này thì anh chị sẽ được tặng thêm 22 món hoặc là 36 món tùy theo từng mức combo. Bây giờ tôi sẽ nói chi tiết mức combo từ thấp tới cao để cho mình thấy cái mức nào phù hợp thì mình sẽ chọn nha anh chị. Thì bây giờ hiện tại thì công ty sẽ có một cái mức combo thấp nhất là 25 triệu đồng. Đây là cái xe dành cho mức thấp nhất là 25 triệu đồng. Thì trên xe chắc chắn sẽ có máy pha, máy xay. Thì tí xíu tôi sẽ đưa cho anh chị coi cái máy pha máy xay luôn, để cho mình thực tế. Mình làm việc với Lyon là mình sẽ thực tế trải nghiệm, không lòng vòng, không dài dòng. Anh chị cứ thấy cái nào là đúng cái đó. Đây là mô hình xe 25. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem cái máy pha máy xay của mô hình xe 25. Ngoài ra, nếu như anh chị nào muốn xem chi tiết mô hình 25 thêm thì anh chị vui lòng click ở phía link ở trên. Tôi sẽ đánh một cái đường link phía trên này, anh chị click vô. Mình sẽ đi tìm hiểu mô hình xe 25 sẽ có máy pha máy xay như thế nào. Thì đây là máy pha máy xay của mô hình xe 25. Thì tôi sẽ nói sơ qua về máy xay máy pha máy xay trước. Thì máy pha của hãng Gamilai, công suất một ngày pha được 120 ly. Công suất pha liên tục trong 1 giờ là 30-35 ly. Còn đây là máy xay HC600. Đó, thì mô hình xe 25 sẽ là sẽ sử dụng xe đằng kia và combo vào bộ máy xay này. Ok, tiếp tục mức combo thứ hai là mức combo 33 triệu đồng. Thì đây là cái xe dành cho 33 triệu đồng. Đây là loại xe lớn, xe này thì nó sẽ lớn hơn xe đằng kia. Xe này nó sẽ lớn hơn khoảng tầm 10% so với xe đằng kia. Và sử dụng máy pha máy xay cũng y chang như combo 25 luôn. Đây là hai mức dành cho anh chị nào muốn thử sức kinh doanh trong mô hình cà phê pha máy với công suất vừa đủ để mình bán trong một ngày là 120 ly. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị ba cái mức tiếp theo sẽ là 49 triệu đồng và mức 57-60. Ba cái mức này thì nó sẽ phù hợp cho những ai thích cái công suất lớn, độ bề máy cao thì sẽ sử dụng ba mức này. Thì đây là một mô hình đại diện cho ba mức tầm trung. Thì trong mô hình này sẽ bao gồm là cái xe, một cái xe. Thì xe này thì nó sẽ về kích thước nó sẽ giống y chang như cái xe 33 kia.
cái mô hình cái xe này nó sẽ kích thước giống y chang như xe 33. Rồi mình sẽ vô đây để mình xem coi ở trong này mình sẽ có tài sản giá trị nào. Thì tôi có nói combo 49, 57 và 60 sẽ, đây là cái mô hình đại diện để cho anh chị hình dung rõ nhất. Thì tôi sẽ nói là công suất của ba combo này là 480 ly. Công suất này sẽ cao gấp 4 lần so với combo 32, combo 33 và combo 25 kia, cao gấp 4 lần. Ngoài ra thì ba combo này sẽ rất là kinh doanh, mình file nó ít bị hư vật, rồi công suất nó ổn định. Thì các bạn đang thấy là một cái dòng máy đại diện cho ba combo này là Casio. Thì đây là cái dòng máy đại diện thôi. Mình sẽ sau đây là tiếp tục là máy xay HC600. Rồi tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho anh chị là mô hình xe cà phê 2 rút. Thì mình sẽ có hai cái mức giá combo để cho mình chọn lựa là mức 74 và mức 82 triệu đồng. Thì rút tức là sao? Hai rút tức là sao? Tức là mình sẽ có hai cái vòi, nó sẽ pha được hai người và đứng hai người pha liên tục. Ví dụ như là mình sẽ bỏ hai cái tay cầm lên mình pha, đó, nó sẽ pha liên tục. Về công suất của mô hình xe 2 rút, nó sẽ cao gấp 2 lần so với mô hình xe tầm trung, và nó sẽ cao gấp 8 lần so với mô hình xe 25 và xe 33. Đó. Thì nếu như anh chị mà chọn cái mô hình xe 2 rút này, thì thứ nhất là nó sẽ hoành tráng, thứ hai là nó sẽ qua cái công suất lớn ổn định trong một thời gian dài, ít nhất là phải 5 năm. Nếu anh chị nào xác định đó mình sẽ kinh doanh thích cái sự ổn định cao và đồng thời là nó nhìn nó bề thế, thì mình sẽ sử dụng cái mô hình này. Thì mô hình này tôi nhắc lại là mô hình này sẽ có hai sự chọn lựa về giá là 74 và 82. Thì dòng máy Carimali này là một trong hai dòng máy của hai mô hình này. Máy khoai này được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Hệ thống tự động, rồi tiết kiệm điện, rồi pha ra công suất áp suất tốt, nó sẽ bảo đảm cái chất lượng cà phê pha ra cho mình. Rồi anh chị hãy cùng với tôi, anh chị nào đang thắc mắc mô hình xe cà phê pha máy nó sẽ pha như thế nào thì hãy theo chân tôi sẽ demo cho anh chị xem là pha cà phê pha máy nó sẽ kiểu như thế này. Thì cách pha cà phê pha máy nó sẽ khác hoàn toàn so với mô hình pha phi. Thì thứ nhất là anh chị sẽ phải bỏ hạt vô máy xay. Đây là máy xay, mình sẽ bỏ hạt vô. Sau đó mình sẽ xay nó ra. Mình sẽ bỏ cái nước này. Sau khi xay xong, anh chị sẽ lấy bột cà phê vô tay cầm. Cái này gọi là tay cầm nha anh chị. Mình sẽ bỏ ra. Rồi sau đó mình sẽ gõ vào hai cái tay của nó. Rồi mình sẽ nhấn xuống. Về cách pha chế thì công ty Sleon sẽ hướng dẫn cho mình. Thì hôm nay tôi sẽ demo cho mình xem thôi, chứ thật ra thì cái này không phải là cái chuyên sâu về pha chế, nhưng tôi sẽ làm sơ qua để cho anh chị thấy. Sau đó mình sẽ bỏ cái tay cầm này vô cái họng. Thì cái máy này đang đại diện cho cách pha. Thì tất cả các máy pha kia, các máy pha kia thì đều chung một kiểu là pha như vậy hết, chung như vậy nè. Chung một kiểu pha cầm hết. Rồi sau đó anh chị sẽ lấy một ly cà phê, một cái ly nhựa và mình sẽ bỏ vào đây. Và mình sẽ bấm nút này. Nó sẽ pha ra như vậy.
Đây là cái đây là lớp ramen, lớp bột, và đây là lớp espresso rất là nguyên chất và sạch. Khi mà mình thưởng thức cái dòng này, nó sẽ tạo sự khác biệt trong kinh doanh và nó sẽ khác hoàn toàn so với các cà phê pha phin khác. Nên vì thế cái mô hình này đang là xu hướng của năm 2021 và nó sẽ tiếp tục trong vòng kể từ thời điểm này cho tới 5 năm sau, tôi nghĩ là như vậy. Ok, tôi sẽ nếm thử. Tôi sẽ nếm thử qua cái môi này. Thì khi mà anh chị nhượng quyền mô hình xe cà phê của pha máy của Lion thì anh chị sẽ có những cái quyền lợi sau đây. Anh chị sẽ được mua cà phê với giá xỉ trong hệ thống. Thì công ty Lion đang có nhiều cái sản phẩm cho mô hình này. Thì giá khoảng tầm từ 130.000 và anh chị đã có thể kinh doanh được rồi. Thì với mức giá 130.000 này cộng với Limendi như này thì cái giá cốt của nó là 3.200, thì nó sẽ bảo đảm cái sự thành công khi kinh doanh mô hình này. Và chỉ có hợp tác với Lion thì anh chị có sẽ có cái mức giá này, tại vì có nhiều công ty khác sẽ bán cái cà phê này cái mức cao thì rất là khó cho mình kinh doanh thành công được, tại vì cái giá cốt của ly cà phê này nó đã cao rồi thì cái lợi nhuận mà mình bán được thì nó sẽ thấp hơn, nên mình sẽ không đủ tiền để mình trang trải những cái chi phí khác như là mặt bằng, nhân viên đó. Quyền lợi thứ hai là anh chị sẽ được hướng dẫn hết về cách pha. Anh chị sẽ được hướng dẫn về cách pha của dòng này hay là dòng khác, hay là bất kể cái dòng nào hết, anh chị sẽ được hướng dẫn về cách pha cà phê sao cho ngon, cho đẹp mắt, rồi cách trình bày như nào. Ngoài ra thì anh chị sẽ được hướng dẫn thêm những cái món nước khác như là soda, mojito, trà đào, trà vải, cacao sữa, đó, đầy đủ hết. Và chúng tôi sẽ lên sẵn cái menu cho mình. Quyền lợi tiếp theo là anh chị sẽ được ký hưởng cái chính sách thu hồi 60%. Chính sách này chỉ có Lion có tại Việt Nam này, nó sẽ giúp cho anh chị bảo đảm cái nguồn vốn của mình. Anh chị sẽ không bị mất 100% số tiền đầu tư nếu mà mình gặp rủi ro thất bại. Quyền lợi tiếp theo là quyền lợi thứ tư, anh chị sẽ được thừa hưởng cái màu sắc, cái design thiết kế của công ty Lion, bảo đảm cho cái sự nổi bật đi từ xa 200m, 300m là người tiêu dùng đã thấy được cái mô hình của mình rồi. Đối với các công ty khác thì họ sẽ sử dụng hoặc là anh chị tự làm, nó sẽ không chuyên nghiệp, nó sẽ không có cái sự tỉ mỉ chỉnh chu cho cái mô hình của mình, nên vì thế anh chị cảm giác như là người ta đi ngang qua, người ta sẽ không thấy được cái xe của mình. Thì đối với Lion thì cái tông màu vàng này thì anh chắc chắn một điều là người tiêu dùng sẽ thấy được cái mô hình của mình. Quyền lợi tiếp theo là quyền lợi về chính sách bảo hành bảo trì. Trong kinh doanh cà phê pha máy, anh chị nên để cho một công ty đứng đằng sau anh chị, hỗ trợ cho anh chị giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, ví dụ như là cái nước này sử dụng như thế nào, rồi cái cách cài đặt lượng nước như thế nào, cách vệ sinh máy như thế nào, cách sử dụng máy ra sao, và đặc biệt là khi mình hoạt động mình bị hư máy thì sẽ được công ty hỗ trợ như thế nào đó. Thì khi đó thì mới là nhượng quyền, thì anh chị nên nhượng quyền công ty cà phê Lion để công ty đứng đằng sau anh chị, hỗ trợ cho anh chị. Còn khi anh chị đi mua máy từ mình thì thông thường họ không có trách nhiệm, tại vì cái thương hiệu kinh doanh của anh chị là thương hiệu khác. Quyền lợi cuối cùng là quyền lợi về marketing. Marketing thì chúng tôi sẽ marketing trên mạng xã hội như là Zalo, Facebook để anh chị người ta biết điểm của anh chị đang bán. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có một cái combo marketing về combo này. Chúng tôi sẽ sử dụng combo này sẽ tặng cà phê cho anh chị để anh chị phát lại cho người tiêu dùng, để cho họ biết cái điểm bán của mình và họ uống quen dần cái gu này và họ sẽ quay trở lại lần sau. Ok, bây giờ tôi sẽ thử cái cà phê này.
Cà phê pha máy thì nó sẽ có cái mùi mộc và cái chất rất là tuyệt vời, nó sẽ không pha tẩm ướp bất cứ bơ, muối hay là hóa chất nào khác. Nên vì thế, khi mà anh chị kinh doanh cái sản phẩm này, anh chị sẽ tuyệt đối tin tưởng nó và người tiêu dùng người ta sẽ mua nhiều hơn. Trong năm nay anh chị muốn kinh doanh mô hình xe cà phê pha máy nhưng anh chị chưa biết cách làm từ đâu, hãy nhượng quyền mô hình xe cà phê của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đứng đằng sau anh chị, hướng dẫn cho anh chị cách làm và truyền đạt những kinh nghiệm về cách pha chế, rồi những cái thủ thuật, những cái chương trình marketing để cho anh chị tăng cái điểm bán của mình lên. Nếu anh chị có câu hỏi cần tư vấn, hãy gọi vào số điện thoại hotline ở phía dưới để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của anh chị. Hãy đăng ký kênh, like, share để cho nhiều người tiêu dùng thưởng thức được mô hình cà phê sạch của Leo Coffee. Xin cảm ơn anh chị.